Rồi xin chào anh em, hôm nay mình quay với công đoạn mà để test cái kính, kiểm tra kỹ trước khi ship tỉnh cho khách. Đây, hiện tại mình có một cái đơn hàng khách đặt cặp kính Elite màu trắng, màu bạc, đó trắng bạc, mà có xay luôn nha, một cặp luôn. Mà này hàng loại 1 nha anh em xem ha, hàng loại 1 nó rất là đã. Đây, con mặt kính nè, thấy không? Có xay 360 thì mình sẽ lắp sẵn ron xay hết luôn. Rồi về là chỉ cần là bỏ lên xe, vặn ốc rồi vặn thiệt cho chặt thật là vừa đủ thì mình xài thôi, chứ không cần lắp gì hết. Shop đã làm sẵn. Đó, mình lau cho nó sạch cái bụi, tại vì người ta gia công nó bám mấy cái bụi lên, nó mình lau lại cho nó sạch để nó láng bóng cho khách yên tâm ấy. Đó, làm rất là kỹ. Những lau sạch không mà mình còn phải bọc giấy lại nữa nha. Có con đồ bọc giấy bọc lại thật là đầy đủ hết để đảm bảo 100%. Đó, anh em xem ha. Nếu mà có nhu cầu thì mình lên đơn nha, để mình có một cặp kính mình xài Tết nha anh em. Rồi, xin cảm ơn anh em đã đón xem video. Xin chào anh em nha.